Sau những phút đầu Sài Gòn liên tục bị mất bóng, huấn luyện viên Tony đã thay Forlan bằng Nguyễn Ngọc Thành và Sài Gòn dần lấy lại sự cân bằng trong lối chơi. Cú ném 3 điểm thành công của Việt Anh đã giúp Sài Gòn cân bằng tỷ số 8-8 khi hiệp 1 chưa qua được 3 phút. Tuy nhiên, những pha đi bóng lắt léo của Striker đã phá vỡ thế trận phòng ngự của Sài Gòn Heat. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 21-16 nghiêng về Westport Malaysia Dragon. Nửa đầu hiệp 2, những nỗ lực của Justin William giúp Sài Gòn Heat cân bằng tỷ số 30-30 khi hiệp 2 còn 4 phút. Tuy nhiên, Malaysia nới rộng khoảng cách tới 9 điểm và tỷ số của hiệp thi đấu thứ 2 là 45-36. Khi hiệp 3 kết thúc, cách biệt lên đến gần 20 điểm nghiêng về Westport Malaysia Dragons. Nhưng Việt Anh hay Leo Amedo đã thể hiện được bản lĩnh của mình khi rút ngắn tỷ số xuống còn 82-73, hiệp 4 còn 5 phút. Tuy nhiên, Westport Malaysia Dragons đã trụ vững với tỷ số cuối cùng 103-83.